Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành, An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Bích Thủy, sinh năm 1975, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Mai Văn Hiếu, sinh năm 1983, để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cả hai bị can cùng trú tại xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi nghe thông tin trạm thu phát sóng mạng Mobifone phía sau nhà sắp thay thế linh kiện sẽ có phế liệu bán, Thủy nảy sinh ý định lừa bán phế liệu để chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện, từ giữa tháng 11 năm 2021 đến ngày 18 tháng 1 năm 2022, Thủy cùng Hiếu dùng thủ đoạn gian dối bán phế liệu 7 trạm thu phát sóng mạng Mobifone trên địa bàn các huyện Châu Thành, Thoại Sơn, Tri Tôn và Tịnh Biên cho anh Nguyễn Văn Nghiêm, sinh năm 1987, trú tại xã An Bình, huyện Thoại Sơn, làm nghề thu mua phế liệu để chiếm đoạt số tiền 135 triệu đồng. Ngoài ra, ngày 31 tháng 12 năm 2021, Thủy còn sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt số tiền 12 triệu 500 ngàn đồng của cha ruột anh Nghiêm. Sau khi biết bị Thủy lừa, ngày 19 tháng 1 năm 2022, anh Nghiêm đến cơ quan công an tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thủy. Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ.